Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới 30 tập luôn cập nhật liên tục những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 18 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, vào lúc 11 giờ 50 phút ngày Chủ nhật, một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter đã xảy ra ở phía đông Thượng Nghĩa, Hà Bắc, gây thương vong và thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế. Đây là thảm họa động đất nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc đại lục trong năm nay. Khu vực bị động đất bao gồm 19 thị trấn ở các huyện Zhangbai, Shanxi, Yangquan và Guangding, với dân số gần 170.000 người. Trong trận động đất, 49 người thiệt mạng và 11.439 người bị thương, trong đó 362 người bị thương nặng, chiếm 83,9% tổng số người trên toàn quốc trong năm đó. Do kết cấu và lựa chọn địa điểm xây dựng nhà ở của người dân chưa hợp lý, chất lượng xây dựng và khả năng chịu chấn động của nhà ở không mạnh, một số nhà đã nguy hiểm nên thiệt hại về nhà tương đối nghiêm trọng, với diện tích hơn 6,5 triệu m2, trong đó 1,754 triệu m2 bị phá hủy hoàn toàn. Thiệt hại trực tiếp về kinh tế của trận động đất lên tới 794 triệu nhân dân tệ, chiếm 44,6% tổng thiệt hại năm nay. Thiệt hại trực tiếp về kinh tế mà thị trấn Cao Thiên, Đại Đồng, Sơn Tây, nơi giáp danh với quận cũng lên tới 5,879 triệu nhân dân tệ. Sau trận động đất, chính phủ và các bên đã đầu tư tổng cộng 836 triệu nhân dân tệ cho việc cứu trợ thiên tai. Kính thưa quý vị, theo South China Morning Post, thông báo gửi đến 89 triệu người đăng ký theo dõi mạng chia sẻ video trực tuyến Tencent Video của Trung Quốc hôm qua, nói rằng gần như toàn bộ người dân trong tỉnh Sơn Đông đã chết và 7 người đang mất tích. Thông báo của Tencent Video dẫn nguồn tin từ cơ quan ứng phó khẩn cấp tỉnh Sơn Đông. Sơn Đông là một trong những tỉnh đông dân nhất Trung Quốc với 99 triệu người. Tencent Video ngay sau đó đã gửi thông báo khác đính chính số người chết ở tỉnh là 15 người. Cuối ngày, nền tảng video trực tuyến lớn nhất Trung Quốc đăng thông điệp xin lỗi trên mạng xã hội Weibo, nói rằng sai sót trên là do lỗi biên tập và xin lỗi vì bất kỳ tác hại nào đã gây ra. Tencent cũng cho biết sẽ thực hiện đánh giá nghiêm ngặt về quy trình làm việc. Lekima là cơn bão tồi tệ thứ 5 đổ bộ vào Trung Quốc trong 70 năm qua, siêu bão khiến 49 người chết. Sau khi đổ bộ vào thành phố Ôn Lĩnh ở tỉnh Chiết Giang, quét qua Thượng Hải, Giang Tô và Sơn Đông. Một ảnh chụp màn hình cuộc thảo luận nội bộ của công ty xuất hiện trên Weibo cho thấy tất cả thành viên liên quan đến việc đăng thông tin nhầm lẫn bị sa thải. Tencent đã phủ nhận thông tin này. Nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã chụp ảnh màn hình thông báo của Tencent và đăng trên mạng xã hội. Bạn bè tôi đã hỏi thăm liệu tôi còn sống hay không, một người dân ở Sơn Đông chia sẻ. Nhiều người khác cho rằng đây chỉ là nhầm lẫn và không nên nghiêm trọng hóa vấn đề. Nhưng đối với một số người, dòng thông báo cả tỉnh thiệt mạng do bão là điều kinh khủng. Những người Sơn Đông sống ở nơi khác sẽ rất lo lắng cho gia đình khi nhận được thông báo này, một người khác bình luận. Động đất Hai Cheng. Thưa quý vị, trận động đất Hai Cheng là một trận động đất lớn xảy ra ở Hai Cheng, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc vừa qua. Vào lúc 19 giờ 36 phút giờ Đài Bắc, ngày 4, một trận động đất mạnh với cường độ 7,3 độ Richter đã xảy ra tại khu vực huyện Hà Thành và Anh Khẩu, cách tỉnh Liêu Ninh khoảng 16 đến 21 km. Do các nhà khoa học Trung Quốc dự đoán chính xác về trận động đất và đưa ra các dự báo ngắn hạn kịp thời, đã có 18.308 người thương vong trong khu vực, chỉ chiếm 0,22% tổng dân số. Trong đó, có 1.328 người chết, chiếm 0,02% tổng dân số, 4.292 người bị thương nặng, 12.688 người bị thương nhẹ, chiếm 0,2% tổng số người bị thương nhẹ. Đây là lần duy nhất trong lịch sử loài người có một trận động đất được dự đoán chính xác. Trận động đất ở Hai Cheng là trận động đất lớn nhất từng được ghi nhận trong khu vực. Khi động đất chiếu vào, mặt đất ầm ầm, 90% người dân trong khu vực động đất đã nhìn thấy hiện tượng phát sáng ở độ cao thấp. Màu ánh sáng và hình ảnh ánh sáng nhìn xa và gần không giống nhau. Ở gần có thể thấy các dải sáng trắng dài, ở xa có thể thấy các tia chớp đỏ, vàng, lam, trắng, tím. Ngoài ra, người ta còn thấy ánh sáng trắng xanh phát ra trực tiếp từ khe nứt trên mặt đất, cũng như những quả cầu ánh sáng hồng ló ra từ các lỗ thông hơi trong lòng đất. Ở Hai Cheng, Jingqiu và Panjin, người ta thường nghe thấy những âm thanh giống như tiếng sấm bị bóp nghẹt. Tâm chấn của trận động đất có diện tích 760 km vuông, hầu hết nhà cửa và các công trình khác nhau trong khu vực bị lật đổ và phá hủy. Đường sắt bị bẻ cong một phần, cầu bị hư hỏng, mặt đất xuất hiện các vết nứt, hố sụt, cát nước và hầu như tất cả các ống khói đã bị phá hủy. Trận động đất được cảm nhận trên phạm vi rộng, từ Nên Giang và Mù Đan Giang ở tỉnh Hắc Long Giang ở phía Bắc, Sun Quan ở tỉnh Giang Tô ở phía Nam,
thị trấn Guiwan ở khu tự trị Nội Mông và thành phố Tây An phía đông đã vượt ra ngoài biên giới Triều Tiên với bán kính 1.000 km. Trận động đất xảy ra ở khu vực miền Trung và miền Nam của bán đảo Liêu Đông có nền kinh tế phát triển và đông dân cư. Trong khu vực có cường độ động đất 7 độ Richter, có 3 thành phố lớn An Sơn, Anh Khẩu và Liêu Dương với dân số 1,678 triệu người và 11 quận bao gồm Hà Thành, Anh Khẩu và Pan San với dân số 6,67 triệu. Tổng dân số là 8,348 triệu người, trong đó dân số đô thị chiếm 20%. Mật độ dân số trung bình khoảng 1.000 người 1 km². Tỉnh Liêu Ninh là một trong những cơ sở công nghiệp của Trung Quốc và tổng trị giá sản lượng của ngành công nghiệp nặng đứng đầu cả nước. Khu liên hợp gang thép ở thành phố An Sơn được mệnh danh là thủ phủ thép cả nước. Khu vực này có giao thông thuận tiện, mạng lưới đường cao tốc và đường sắt dày đặc là đầu mối giao thông quan trọng của vùng Đông Bắc Trung Quốc. Ngoài ra còn có một hồ chứa lớn và 109 hồ chứa vừa và nhỏ. Khu vực tâm chấn của trận động đất là 760 km². Hầu hết nhà cửa và các công trình kiến trúc khác nhau trong khu vực bị lật đổ và phá hủy, đường sắt bị bẻ cong một phần, cầu bị hư hỏng, mặt đất xuất hiện các vết nứt, hố sụt, cát và nước và hầu như tất cả các ống khói đã bị phá hủy. Do trận động đất xảy ra tại khu vực đông dân cư và công nghiệp hóa nên nó đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ sở và công trình trên mặt đất. Thiệt hại do trận động đất gây ra rất phức tạp và đa dạng. Theo thống kê sau trận động đất đã gây ra thiệt hại cho các tòa nhà khác nhau trong thị trấn, chiếm 12,8% tổng diện tích ban đầu và thiệt hại cho các cơ sở công cộng còn nghiêm trọng hơn. Trong đó, gần 30.000 mét đường giao thông bị phá hủy, hơn 160.000 mét đường ống cấp thoát nước, hơn 1 triệu mét đường cấp điện, hơn 450.000 mét đường dây thông tin liên lạc, hơn 400 ống khói lớn nhỏ, mất nhiều thiết bị công nghiệp và tư liệu sản xuất. Khu vực nông thôn bị phá hủy 27,1% diện tích ban đầu, 38 km đường bị phá, hơn 2.000 cây cầu các loại, hơn 700 công trình thủy lợi, hơn 800 km của các con đập. Về thiệt hại kinh tế trong toàn bộ khu vực động đất, 5 triệu mét vuông nhà ở đô thị bị hư hại, 1,65 triệu mét vuông cơ sở công cộng đô thị bị hư hại, 17,4 triệu mét vuông nhà ở nông thôn bị thiệt hại, 2.937 giao thông đô thị và nông thôn và các cơ sở bảo quản khác bị hư hại, tổng cộng 810 triệu nhân dân tệ. Thiệt hại do động đất ở khu vực thành thị và khu vực công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn hơn. So sánh hai bên thì khu vực thành thị chiếm 61% tổng thiệt hại và khu vực nông thôn chiếm 39%. Vì trận động đất xảy ra vào mùa đông khắc nghiệt nên sau trận động đất, thảm họa đóng băng thứ cấp và hỏa hoạn rất nghiêm trọng. Trước trận động đất, có gió đông nam trong nhiều ngày liên tục và nhiệt độ tăng dần theo từng tháng. Sự thay đổi đáng kể về nhiệt độ cùng với thực tế là hầu hết mọi người sống trong những căn lều đơn sơ chống động đất không được chống lạnh đã gây ra tình trạng tê cóng nghiêm trọng. Ngoài ra, hầu hết các lán chống rung đều làm bằng vật liệu dễ cháy, mùa đông rét đậm rét hại cộng với việc đun nấu, thắp sáng cũng có thể gây ra hỏa hoạn nghiêm trọng. Theo thống kê, có tổng cộng 8.271 người thiệt mạng hoặc bị thương trong thảm họa băng giá, trong đó có 372 người chết vì chết cóng và ngạt thở và 6.578 người chết cóng. Thương vong do thảm họa thứ cấp nêu trên chiếm 32% tổng số thương vong, một tỷ lệ khá đáng kinh ngạc, là một bài học đáng ghi nhớ. Ngay sau trận động đất ở Hai Trang, chính quyền tỉnh Liêu Ninh đã thành lập trụ sở cứu trợ động đất của tỉnh tại huyện Hai Trang trong đêm, với các văn phòng y tế và chăm sóc sức khỏe, cung cấp vật tư bảo trì khẩn cấp, an ninh công cộng, dự báo động đất và các cơ quan khác để chỉ huy và thực hiện ngay việc cứu trợ thiên tai. Đơn vị đồn trú ở quận Hai Trang đã vào hiện trường cứu trợ thảm họa 10 đến 20 phút sau trận động đất. Theo thống kê chưa đầy đủ, họ đã giải cứu hơn 2.700 người. Một trung đoàn đã cứu 426 người trong đêm động đất. Khi cứu người, người bị thương thường được tiêm thuốc trợ tim trước rồi mới được đưa ra ngoài. 5 người bị thương đã được cứu bằng phương pháp này. Sau đó, quân giải phóng nhân dân bắt đầu dọn dẹp toàn bộ khu di tích. Hễ có nơi nào được quét dọn thì người đó được gọi trước, nghe ngóng và xem xét. Sau trận động đất, Bắc Kinh, Cát Lâm, Hà Bắc và các tỉnh, thành phố khác cũng như Liêu Ninh đã cử tổng cộng 101 đội y tế đến khu vực động đất với tổng số 3.480 nhân viên y tế. Với sự hỗ trợ của người dân địa phương và lực lượng đồn trú, họ đã cơ bản đưa những người bị thương nặng đến một trung tâm y tế tạm thời trong làng hoặc hai bên đường cao tốc với giao thông thuận tiện trong vòng 2 hoặc 3 giờ sau trận động đất và sơ cứu những người bị thương theo điều kiện địa phương. Việc gấp rút vận chuyển những người bị thương đã cơ bản hoàn thành trong vòng 12 giờ sau trận động đất. Chính quyền tỉnh đã khẩn trương bố trí 16 bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn tỉnh, 3 bệnh viện dã chiến và 3 bệnh viện mở cửa tạm thời trong vùng thiên tai để tiếp nhận và điều trị cho những người bị thương nặng.
Tính đến ngày 18 tháng 9, sau trận động đất, 3.464 người trong số 4.700 người bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp quận hoặc huyện trở lên đã cơ bản hồi phục và xuất viện. Sau trận động đất, chiến dịch sức khỏe yêu nước mùa xuân thường được thực hiện trong khu vực động đất. Điều này đã ngăn chặn sự xuất hiện liên tục của các bệnh truyền nhiễm và giảm đáng kể tỷ lệ mắc bệnh. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.